chụp ảnh với những làng nghề truyền thống như làng mây, làng lụa với những dải lụa đầy màu sắc, hay làng nhang, làng gốm, và đặc biệt là dưới những tán mai vàng vô cùng rực rỡ là những cảnh sắc mà người dân khi đến với nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tết Canh Tý 2020 không thể bỏ lỡ để tạo ra cho mình những bức ảnh vô cùng tuyệt đẹp để chào đón một mùa xuân mới. Đặc biệt, nhà văn hóa thanh niên năm nay còn bố trí một gốc mai cổ thụ vàng rực cả góc trời, phía dưới là những bao thóc, bao bắp tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc và một mùa Tết yên bình. Với việc trang trí hoành tráng như vậy, nhiều người dân đến đây đều choáng ngợp, thích thú và không thể kìm lòng mà phải ghi lại thật nhiều khoảnh khắc. Năm rồi em cũng có đi, em thích hơn năm rồi á. Tại vì năm rồi thì em thấy là trang trí kiểu giống như là căn nhà xưa vậy, nhưng mà năm nay có thêm cái gian hàng làng nghề truyền thống á, em cảm thấy là nó màu sắc nhiều hơn là năm rồi. Nhà văn hóa thanh niên thì hàng năm đều có trang trí và năm nào cũng làm cho cảm giác là rất là rộn ràng, rất là mùa xuân đến rồi á. Năm nay thì có những cái sáng tạo nhiều hơn và nói chung là dễ chụp hình, làm cho mọi người có nhiều chỗ để chơi chụp hình hơn. Nhà văn hóa thanh niên năm nay thì so với các năm thì năm nay là rất là đẹp, cách bày trí vườn mai rồi các làng truyền thống rất là đẹp, rất là ấn tượng. Hy vọng là mỗi năm nó có một cái thay đổi và một cái mới mẻ để thu hút được người dân đến tham quan nhiều hơn. Riêng phố ông đồ năm nay nối dài hơn so với năm trước về phía đường Nguyễn Thị Minh Khai, tạo thêm không gian cho các ông đồ, bà đồ trẻ thể hiện tài năng thư pháp của mình. Mình mỗi năm thì mình phải mỗi khác, mình tạo cái làn không khí, cái làn gió mới đến người du xuân. Thì năm nay thì em có cái sản phẩm là cái này là bao lì xì. Bao lì xì này trên đây là đổ phù điêu, hoàn toàn làm bằng thủ công hết. Đây nữa là vấn đề chuột này thì cũng đổ phù điêu, tụi em cũng làm thủ công hết. Và thêm một điều đặc biệt nữa là những cái phía tranh sau lưng chị thấy á, cái này tất cả là tranh được làm thủ công từ gỗ tự nhiên, và tranh giác vàng là vàng lá 24K. Thì năm nay là năm Canh Tý 2020 á, thì em rất là vui hạnh phúc khi mình được tiếp tục có duyên được ngồi tại phố ông đồ này để cho chữ những người du xuân. Và riêng bản thân em là nữ nữa thì em thấy một điều rất là mình tự hào, mình hạnh phúc, cũng như mà mình truyền tải được một phần nào cái cảm hứng cái trong nét con chữ Việt, thổi hồn vào đó đến với người du xuân và người thèn người xem tại đây. Không gian trường bay, các làng nghề truyền thống và phố ông đồ nhà văn hóa thanh niên sẽ đón người dân vui chơi đến ngày 24 tháng 1, tức 30 Tết.